Những năm gần đây thì các anh chị khối văn phòng tìm mua các dòng sản phẩm của Microsoft rất là nhiều. Điển hình là các dòng Microsoft Surface. Tuy nhiên đây là dòng sản phẩm cũng gây ra khá là nhiều tranh cãi. Trong cái trải nghiệm ngày hôm nay thì chúng ta cùng đi trải nghiệm những ưu và nhược điểm của dòng Microsoft Surface Laptop 3 15 inch này. Đây là chiếc máy được trang bị cấu hình cực kỳ mạnh để chúng ta xài văn phòng. Core i7-1065G7, RAM 16GB, ổ cứng SSD 512, màn hình 15 inch với độ phân giải là UHD và có hỗ trợ cảm ứng rất là tiện lợi. Ngoài ra thì chiếc máy được thiết kế rất là đẹp, mỏng nhẹ, nguyên khối nhìn rất là cao cấp mọi người. Tuy nhiên là nói như vậy không có nghĩa là đây là dòng sản phẩm hoàn hảo 100%. Và trong cái trải nghiệm ngày hôm nay thì chúng ta cùng đi trải nghiệm những ưu và nhược điểm của dòng Microsoft nói chung và dòng Microsoft Surface Laptop 3 15 inch nói riêng này nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm thực tế chiếc Microsoft Surface Laptop 3 phiên bản 15 inch. Và mình cũng đi trải nghiệm những ưu và nhược điểm của dòng sản phẩm này nha mọi người. Trước khi mà đi trải nghiệm những ưu và nhược điểm của dòng Microsoft Surface này thì mình cũng nói thêm một số thông tin để mọi người hiểu về các dòng sản phẩm của Microsoft. Hiện tại thì Microsoft thì tung ra 3 sản phẩm chính mà chúng ta thấy ở thị trường được rất là nhiều anh chị khối văn phòng yêu thích và mua để dùng. Dòng thứ nhất là dòng mà mình kể đến đầu tiên, đây là dòng này đi, Microsoft Surface Laptop. Thì nó giống như chiếc laptop bình thường của chúng ta đó, theo kiểu thiết kế truyền thống mà màn hình bàn phím rồi nó dính liền như thế này. Cái sản phẩm thứ hai là cái sản phẩm Microsoft Surface Book. Thì với sản phẩm Surface Book thì cái phần này là cái phần bằng kim loại luôn. Ở trên đây là cái màn hình nhưng mà chúng ta tháo rời ra được. Thì nó giống như cái máy như thế này thôi, chúng ta tháo rời ra. Cái dòng thứ ba mà chúng ta rất là hay thấy các anh chị xài, đó là dòng Microsoft Surface Laptop Pro. Thì cái dòng Pro thì cái bàn phím nó là bàn phím da mọi người. Còn ở đây là nó giống như cái máy tính bảng thôi, chúng ta tháo rời ra được. Tuy nhiên ai mà xài thì chúng ta cũng biết là xài khoảng 2 năm á thì cái bàn phím da nó bị tróc, nó bong tróc ra nhìn khá là xấu. Thực ra thì với các dòng sản phẩm của Microsoft thì mình vẫn thích cái dòng này hơn. Nói về ưu điểm đầu tiên là nói về thiết kế. Microsoft thiết kế dòng máy này rất là mỏng nhẹ mọi người, rất là mỏng nhẹ, nguyên khối luôn. Nhìn rất là cao cấp. Tại vì với những dòng sản phẩm mà được thiết kế bằng vỏ nhôm hay là vỏ kim loại thì là những cái dòng cao cấp không à, rất là đắt tiền. Đây cũng là liệt kê vô những cái dòng mà cao cấp cạnh tranh với lại MacBook nè, hay là những dòng Dell XPS rồi đó, rất là đắt lúc mà mới ra thị trường. Cái ưu điểm kế tiếp đó là đây là dòng sản phẩm mà chính hãng Microsoft, hãng phần mềm lớn nhất thế giới mà cái Windows chúng ta đang xài đó, cho nên được tối ưu hóa cái phần hiệu năng rất là nhiều, kể cả phần hiệu thời lượng pin cũng được cải thiện rất là nhiều nha mọi người. Đó là những cái ưu điểm mà chúng ta dễ nhìn thấy nhất. Còn nói về nhược điểm thì dòng máy này giá khá là đắt, khá là giá đắt, hướng đến đối tượng khách hàng là cao cấp. Ngoài ra thì một cái nữa là chính là cái dòng máy này không có trung tâm bảo hành ở Việt Nam. Nghĩa là cái hãng Microsoft chưa có ở cái trung tâm bảo hành ở Việt Nam nên rất là bất tiện. Mỗi khi mà chúng ta máy bị hỏng hóc á, thì chúng ta gửi đi nước ngoài nó rất là phiền, rất là lâu. Mình đã gửi cho khách hàng rất là nhiều khi cả 2 tháng hơn mình mới nhận được mọi người. Thường thì theo như mà thông tin á, thì chúng ta sẽ gửi là đi và bảo hành ở bên nước ngoài về á, thì nó tầm khoảng 30 đến 45 ngày nha mọi người. Khá là lâu. Còn nhiều khi nó trục trặc thì nó sẽ hơn nữa. Bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm thực tế chiếc máy này. Đây là chiếc Microsoft Surface Laptop 3 mà phiên bản 15 inch. Bây giờ chúng ta check cái phần bảo hành để xem nguồn gốc xuất xứ của chiếc máy này. Microsoft nha mọi người. Check phần bảo hành cái đã. Thì trước khi check thì chúng ta phải lấy cái serial number. Mình sẽ nhập cái serial number mình lấy nè.
WMIC BIOS GET Serial Number nha mọi người. Xong mình lấy cái số này, mình copy. Ok. Mình sẽ vào cái trang Microsoft mọi người. Mình vào cái trang, mình cứ gõ bảo hành nè, check bảo hành Microsoft Surface. Microsoft Surface. Đó. Thì chúng ta sẽ vào cái trang này chúng ta kiểm tra thôi. Đây nó có cái phần nè mọi người, My Business. Thì chúng ta nhập cái serial number vô. Sau đó chúng ta nhập cái mã mọi người. Mình lấy cái mã nào nó dễ hơn thôi. À, H nè, 4 nè, V nè, K nè, Q nè, V, M, Enter. Thì thông tin của chiếc máy này nó hiện đầy đủ nè mọi người. Surface Laptop 315 i7 RAM 16 SSD 512. Nó có đầy đủ cái thông tin của nó luôn nè mọi người. Có đầy đủ hết. Đó. À, cái mà mọi người sẽ quan tâm là dòng máy này á, xài nó có bền hay không, hiệu năng nó làm sao. Hồi nãy như mình nói đây là cái phần hiệu năng thì chắc chắn được hãng Microsoft tối ưu hóa rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm cái hiệu năng của dòng này thông qua cái phần mềm giả lập là phần mềm Cinebench mọi người. Đây là phần mềm giả lập được rất là nhiều bạn kỹ thuật dùng để trải nghiệm, để test máy. Mặc dù nó cũng ra được những cái thông số chỉ mang tính chất tương đối thôi, tuy nhiên là mình có được cái con số để mình biết được nó có đáp ứng được cái nhu cầu của mình hay không nha mọi người. Thì chúng ta thấy con chip nó là Core i7 nè, 1065G7 nè, với 4x8 luôn. RAM là 16GB. Và ở phiên bản này thì được hãng Intel cải tiến cái con chip là Iris Plus Graphics. Thì với cái con chip này thì mình nghĩ xài văn phòng mà chỉ số FPS nó tầm khoảng 60-80 là rất là mượt rồi. Chúng ta xài đồ họa ví dụ như là Photoshop, nè, Corel, nè, Illustrator, nè. À, kể cả chúng ta chiến game hay là xài đa nhiệm rất là mượt. Xử lý đồ họa hình ảnh có thể nói là rất là ok. Loanh quanh trong cái mức giá mà có 12 triệu thì đây là chiếc máy rất là đáng mua. Đặc biệt là chiếc máy được trang bị cái màn hình của nó là 15 inch UHD mọi người. UHD có thể nói rất là sắc nét và có hỗ trợ cảm ứng nè. Thuận tiện để chúng ta gặp trình chiếu hay gặp khách hàng thì khá là ok. Mình sẽ có được cái chỉ số FPS nha mọi người. 69.72 nè mọi người, được đề xuất ở vị trí thứ nhất nè. Bây giờ mình run check cái con CPU. Mình đọc lại cái cấu hình của chiếc máy này nha mọi người. Core i7 1065G7 nè, với 4x8 luôn. RAM là 16GB, ổ cứng SSD là 512, màn hình là màn hình UHD. Màn hình UHD nha mọi người. Có hỗ trợ cảm ứng. Cái đồ họa của nó là Iris Plus Graphics. Để mình biết cái thông tin về dòng máy này. Dòng máy này mà new 100% thì nó cũng tầm khoảng 4-50 triệu mọi người. Thì nãy mình đã check cái thông tin của chiếc máy này rồi. Nó là đã hiện tại nó đã hết bảo hành rồi, nó bảo là hết bảo hành rồi nè. Nó có đầy đủ cái thông tin của nó. Tại vì mình check là nó ra hết nè. Do là cái dòng này nó cũng hơi đặc thù và những anh em mà bên văn phòng á, mà cũng rành về công nghệ á, thì khá là am hiểu. Còn những cái anh chị mà cũng ít có xài máy tính á, thì mình xem cái dòng sản phẩm này cái mình thấy nó hơi ngời ngợi mọi người. Chỉ số CB khá là cao, 700, trên 700 mọi người. Bây giờ mình restart đây nè. Đây là chiếc máy có thể nói xài văn phòng rất là ok mọi người. Có đầy đủ những yếu tố mà một dòng laptop cao cấp mang đến cho người dùng. Thiết kế đẹp, vỏ nhôm, cổng kết nối được trang bị cũng còn giữ lại để giao tiếp với thiết bị bên ngoài. Cấu hình thì trang bị mạnh mẽ, rất là ok. Đây là chiếc Microsoft Surface Laptop 3 phiên bản 15 inch nha mọi người. Mong là chúng ta cũng biết về những ưu và nhược điểm. Và ở trong cái mức giá 12 triệu thì chiếc máy này cũng khá là ok. Cảm ơn và hẹn mọi người ở những cái trải nghiệm tiếp theo. Mong là với trải nghiệm vừa rồi thì chúng ta cũng có thêm thông tin về
một dòng sản phẩm cao cấp đến từ Microsoft được rất là nhiều anh chị khối văn phòng yêu thích. Microsoft Surface Laptop 3 15 inch. Chiếc máy được thiết kế rất là đặc trưng, cao cấp và cấu hình cũng được trang bị mạnh mẽ. Trong cái ngân sách loanh quanh tầm 12 triệu thì mình nghĩ đây là chiếc máy rất là đáng mua. Xài văn phòng, đồ họa, thậm chí là chúng ta giải trí chơi những cái game cũng rất là mượt nha mọi người. Do là cái thời lượng video nó cũng có hạn, bạn nào mà cần hỗ trợ chuyên sâu hoặc là cần tư vấn có thể gọi vào số hotline hoặc là để lại thông tin, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người một cách tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ Nhân Laptop và Hành Trọn Đời trong suốt năm qua. Rất là mong tiếp tục nhận được những đóng góp, những phản hồi và sự ủng hộ của mọi người bằng cách là like, đăng ký kênh, bấm luôn vào nút chuông á, để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn. Đến đây thì xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.